Tối ngày 2 tháng 3 năm 2018, đúng ngày rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất, Hội Văn học Nghệ thuật, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Trường Đại học Cửu Long phối hợp tổ chức Ngày thơ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ 16 với chủ đề Văn học Nghệ thuật đồng hành cùng đất nước. Đêm thơ có sự tham dự của đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể, trường học và đông đảo các sinh viên Trường Đại học Cửu Long. Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16 tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm bài thơ Nguyên Tiêu Bất Hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời. Thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lữ Quang Ngời, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã có bài phát biểu khẳng định ngày thơ hàng năm đã có sự lan tỏa, tạo ra một nhu cầu mới cho công chúng yêu thơ, làm phong phú thêm cho không khí những ngày đầu xuân. Ông cũng hy vọng thời gian tới các văn nghệ sĩ, các nhà thơ tỉnh nhà tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm thơ ca có giá trị, góp phần xây dựng đời sống tinh thần của xã hội cao đẹp hơn. Đối với các văn nghệ sĩ, các nhà thơ là những người chiến sĩ xây dựng và phát triển nền văn nghệ tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cần phát huy lòng yêu nước nồng nàn, gắn bó máu thịt với nhân dân, nêu cao trách nhiệm công dân, sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị để phục vụ cho đất nước, cho dân tộc. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các văn nghệ sĩ, các nhà thơ tỉnh nhà sẽ tiếp tục có những suy tư, những chiêm nghiệm để sáng tạo nhiều tác phẩm thơ ca có giá trị nhằm để góp phần xây dựng cho đời sống tinh thần của xã hội cao đẹp hơn. Đặc biệt là sự mong muốn đó không chỉ là những cái nỗi niềm riêng của từng nhà thơ mà được nâng lên nỗi niềm chung của con người Việt Nam bằng những vần thơ để cho mỗi con người Việt Nam nói chung thấu hiểu, cảm nhận về quê hương đất nước và truyền thống của con người Việt Nam. Đến với ngày thơ lần này, đại biểu và những người yêu thơ được thưởng thức các tác phẩm thơ ca, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và con người Vĩnh Long do chính các tác giả tỉnh nhà sáng tác và biểu diễn. Trong không gian tổ chức Ngày thơ Việt Nam, ban tổ chức còn triển lãm sách và các ấn phẩm thơ giới thiệu đến bạn đọc. Đối với những cái ngày thơ như thế này, đối với sinh viên tụi em thì thật sự rất là bổ ích. Bởi vì thơ nó mang lại một cái nguồn cảm hứng rất là lớn, không chỉ dành cho mọi người mà sinh viên tụi em, mà đặc biệt tụi em là sinh viên của ngành khoa học xã hội nữa. Nên là những cái tình cảm, những cái tâm tư, những cái gọi là trong thơ nó sẽ mang lại một cái vốn sống, nó nhẹ nhàng, nó tinh túy lắm và nó sẽ làm cho tâm hồn của tụi em có thể bay bổng hơn. Do em là sinh viên của trường thuộc ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí cho nên chúng em muốn đến đây để mục đích rằng là mình muốn trao dồi thêm thơ văn về vốn kiến thức về khoa học xã hội nhiều hơn ạ.